Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phê Truyện, và mình là Shinobi đây. Như các bạn đã biết thì trong series Dark Knight Death Metal trên kênh Phê Truyện, mình có nhắc đến việc sẽ làm một series về phương trình phản sự sống phiên bản lỗi, hay chính là series Decesis mà các bạn đã yêu cầu bấy lâu nay. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu video này, mình có một số lưu ý nhỏ nhỏ là: thứ nhất, video sẽ tiết lộ nội dung khá nhiều, cụ thể ở đây là Decesis issue thứ nhất và issue thứ hai, và thứ hai là nội dung của bộ truyện này diễn ra ở một trái đất hoàn toàn khác. Và hãy coi như đây chỉ giống như một câu chuyện what if thôi nhá. Ok, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi vào chương đầu tiên của vũ trụ chết chóc mà Tom Taylor tạo ra thôi nào. Let's go. Mẹ ta đã từng nói với ta rằng trên đời này không hề có thứ gọi là quái vật, không có thứ gì đang trốn trong bóng tối cả. Không, sẽ không có một thứ gì nhảy ra từ bóng tối cả đâu. Ta ước rằng ta có thể kể lại cho đám trẻ của mình những điều đó. Nhưng khi ta lớn lên, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều quái vật. Ta biết chúng đều là thật cả. Chỉ có một điều ta không biết, nó khởi đầu với những âm thanh giống như tiếng sấm rền vậy. Không từ ngữ nào ta có thể dùng để diễn tả cả, bởi vì nó không hề giống bất cứ một âm thanh nào trước đây. Và đó là âm thanh của Superman khi đập vỡ quai hàm của một New God. Câu chuyện mở đầu với trái đất giống như bao câu chuyện khác về Liên minh Công lý. Liên minh lúc này đang chống lại cuộc xâm lược của tên bạo chúa Darkseid. Và vẫn như mọi khi, Công lý luôn giành chiến thắng. Liên minh đã rất vất vả khi phải chiến đấu không biết mệt mỏi. Trong suốt một tuần trời, họ chiến đấu không chỉ là chống lại quân đoàn Parademons hay tên bạo chúa Darkseid, họ chiến đấu là còn để bảo vệ sự bình yên của hàng tỷ sinh mạng trên hành tinh này. Và họ đã thành công. Bầy Parademon đã bị tiêu diệt, các vị thần đã được tống khứ, và tên bạo chúa, còn quái vật của Apocalypse, vị thần Darkseid cũng đã phải dừng bước. Darkseid lúc này đây đang bị bao quanh là những siêu anh hùng vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất mà nhân loại đã có được. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash hay thậm chí là cả Green Arrow cũng góp mặt. Tất cả đều tham gia để ngăn chặn tên bạo chúa này lại. Wonder Woman sử dụng dây thừng sự thật của mình để trói hắn lại. Batman sau đó đứng ra yêu cầu hắn là hãy cút khỏi hành tinh này và không bao giờ được quay trở lại nữa. Và hắn phải nói điều này khi đang bị trói bởi dây thừng của Diana. Điều đó đồng nghĩa với việc lời nói đó sẽ là sự thật, bởi dây thừng sẽ bắt hắn làm điều đó. Các thành viên khác của Liên minh lúc này ai cũng đang rất thấm mệt, nhưng họ vẫn sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Vì chỉ cần một cử động nhỏ thôi, Darkseid sẽ được xem phim với hashtag gangbang ngay lập tức, và hắn sẽ là diễn viên chính trong bộ phim đó. Tình thế lúc này với Darkseid có lẽ chỉ có nước. Anh bạn à, tôi có thể bố côn được không? Má mày nói gì vậy? Anh cứ để cho tôi bố côn một cái, để giảng hòa đi. Hoặc là nhờ 33 năm cầu giấy ra cứu mới cứu nổi hắn thôi. Thế nhưng, trái lại với suy nghĩ của các thành viên trong liên minh, tên bạo chúa chấp nhận nói ra là hắn sẽ không quay trở lại trái đất nữa. Hắn giải thích là hắn đã có thứ hắn cần rồi. Nói rồi hắn mở cổng dịch chuyển bom tube và rời khỏi trái đất. Green Arrow khi nghe xong câu nói của hắn đã nói rằng đáng lẽ mọi thứ đã rất êm xuôi. Thế nhưng dường như câu nói cuối cùng của hắn khiến anh cảm thấy cứ như thể là một điểm gở vậy. Và khi Oliver vừa nói xong thì Bruce đã rút trong người một thiết bị có hình giống như một chiếc điện thoại vậy. Thiết bị nó đang réo thông báo liên tục, báo hiệu một điểm chẳng lành đang đến. Batman sau đó đã nói là Victor hay là Cyborg đã biến mất rồi. Black Lightning nghe vậy bèn nói rằng lần cuối anh gặp Victor là ở Metropolis, và có lẽ Victor vẫn còn đang ở đó chăng? Thế nhưng Bruce đã phủ nhận điều này. Anh xác nhận với mọi người là Cyborg đã không còn ở Metropolis, thậm chí là không còn ở trái đất nữa rồi. Barry thắc mắc tại sao Bruce lại biết được chuyện này cơ chứ? Và vị thám tử của chúng ta đã giải thích là anh có một màn hình theo dõi vị trí đang chạy trên chương trình của Cyborg. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là Bruce đã gắn thiết bị theo dõi lên chính đồng đội của mình thông qua việc hack chương trình của Cyborg. Bruce sau đó đã giải thích là Victor hay Cyborg giống như là một vũ khí sống với công nghệ của Apocalypse vậy, và sẽ là vô cùng vô trách nhiệm nếu như để cho một thứ vũ khí sống như vậy di chuyển tự do. Superman khi nghe xong, anh đã hỏi lại với Bruce rằng là Victor có biết chuyện anh đang theo dõi cậu ta hay không? Và dĩ nhiên, im lặng vẫn là câu trả lời mà kỵ sĩ bóng đêm đã dành cho người đàn ông thép. Barry khi nghe xong dường như có một chút lo lắng, thậm chí là không tin vào những gì mà người đồng nghiệp của anh vừa nói ra. Anh sau đó đã hỏi Bruce là liệu anh còn theo dõi ai trong nhóm nữa không? Và Bruce có theo dõi Superman không? Và câu trả lời của Bruce chỉ đơn giản là không. Thế nhưng, liệu câu trả lời đó có thực sự là thuyết phục với mọi người khi mà Batman, người được các thành viên luôn coi là bạn, là đồng nghiệp ấy, hóa ra lại đi theo dõi hay hack vào hệ thống của một người khác? Thử hỏi với Cyborg đã như vậy thì còn những thành viên khác sẽ còn là gì nữa? Không khí xung quanh dường như đang ngày một trở nên căng thẳng hơn. Diana sau đó đã tạm gác qua vấn đề về đạo đức. Cô thắc mắc là tại sao anh khẳng định là Victor không còn ở trái đất nữa. Và Bruce đã giải thích là chiếc máy theo dõi của anh có hệ thống theo dõi với khoảng cách xa nhất là 2 năm ánh sáng. Thế nên khi chiếc máy báo cho anh là Cyborg đã không còn ở trong hệ mặt trời nữa rồi. Và lúc này câu hỏi lại được đặt ra, đó là Cyborg đã đi đâu rồi?
Câu trả lời ngay sau đó đã được giải đáp, Cyborg hay Victor đang bị trói lại nhưng không phải bằng cà vạt và cũng không phải trên penthouse Đà Lạt. Anh đang bị trói lại trên chiếc bàn tra tấn của Deadshot, một tên thuộc hạ của Darkseid, và anh lúc này đang ở hành tinh Apocalypse của Darkseid. Đến đây chúng ta mới hiểu được rằng tại sao Darkseid lại quyết định trở về nhà thay vì là tiếp tục chiến đấu với Liên Minh. Theo đó, hắn đến hành tinh xanh không phải là để đánh chiếm hay chinh phục nó, hắn đến để tìm một thứ khác. Và thứ đó chính là Anti-Life Equation hay là phương trình phản sự sống. Darkseid sau những nỗ lực trong công việc tìm kiếm công thức của phương trình này ở trái đất, cuối cùng hắn cũng đã tìm được ra kẻ có được công thức này, không ai khác chính là Cyborg. Và giờ đây, khi có trong mình sẵn một nửa công thức của phương trình, Darkseid lúc này chỉ cần moi nốt phần còn lại trong cơ thể Cyborg và hắn sẽ có nó, phương trình phản sự sống, và khi đó hắn sẽ thực hiện được giấc mơ bá chủ của mình. Thế nhưng đã có một rắc rối nho nhỏ xảy ra, đó là nếu như sử dụng Mother Box hay chiếc hộp mẹ, thứ đang chứa một nửa công thức mà Darkseid đang có, truyền vào trong hệ thống máy chủ của Cyborg, thì việc sát nhập phương trình với kỹ thuật số và vật lý mà không có sự hủy diệt máy chủ là không có cơ sở. Và nếu như Cyborg chết trong quá trình này, thì phương trình cũng theo đó mà đi tong luôn. Darkseid nghe xong hiểu được phần nào điều hắn cần làm lúc này là giữ cho Cyborg sống trong suốt quá trình sát nhập. Hắn sau đó đã triệu hồi Black Racer, yêu cầu Black giữ mạng sống của Victor để thực hiện quá trình này. Quá trình sau đó đã diễn ra thành công mỹ mãn với Deadshot và với Darkseid. Thế nhưng, mọi thứ đã không hề diễn ra như những gì mà tên bạo chúa nghĩ. Hệ thống của Cyborg đã lấy một phần của tử thần Black Racer và biến đổi công thức của phương trình này. Đó là sự phá hoại. Và ngay khi phương trình được nhập vào cơ thể Darkseid, tên bạo chúa dường như không thể kiểm soát nổi từ sức mạnh mới này. Hắn điên cuồng, cào xé và làm bị thương chính bản thân mình. Deadshot khi nhìn thấy điều này đã quyết định gửi Cyborg hay chính là phương trình đi thật xa bằng cổng dịch chuyển bomb tube. Nhưng mọi thứ đã là quá muộn. Phương trình phản sự sống này đã có bệnh nhân đầu tiên, nô lệ đầu tiên. Darkseid sau đó vẫn không thể kiểm soát được thứ sức mạnh này. Hắn điên cuồng lao vào giết chết cả tử thần Black Racer. Và rồi hắn nhảy thẳng vào lõi của hành tinh Apocalypse, khiến cho cả hành tinh này phải phát nổ. Quay trở lại với trái đất, Victor thông qua cánh cổng dịch chuyển bomb tube đã trở về được Metropolis. Hệ thống của anh ngay khi trở về đã được tự động bật lại. Trạng thái trực tuyến và cái phương trình do vẫn còn trong cơ thể anh nên nó cũng đã thoát ra và xâm nhập thông qua đường lây, nghe thì có vẻ kỳ dị nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đó chính là mạng Internet. Cyborg lúc này đang cố gắng kích hoạt từng lửa để cắt đứt mọi thứ với thế giới, nhưng có vẻ như cơ thể của anh đã bị hư hại quá nặng và không thể làm được thêm điều gì nữa cả. Ngay lập tức, phương trình bắt đầu lan ra với một tốc độ chóng mặt. Nó tấn công mọi người thông qua các mạng xã hội, giống như là một virus techno-organic vậy. Con virus này cũng như là một thứ dịch bệnh sinh ra từ những thành phần kỹ thuật số, thay số cho tế bào sinh học và truyền nhiễm vào suy nghĩ lý trí của những nạn nhân khi nhìn vào chúng. Những nạn nhân khi bị mất đi lý trí, họ sẽ bắt đầu chia sẻ, lan truyền cái phương trình đó lên mạng xã hội. Nạn nhân khi bị phương trình chiếm lấy sẽ cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng và hoảng sợ. Nạn nhân sau đó sẽ cố gắng xé rách tất cả mọi thứ để có thể kéo cái phương trình ra khỏi đầu họ. Và rồi sau đó, họ sẽ trở thành nô lệ cho nó, bắt đầu với việc giết chóc và lây nhiễm. Câu chuyện sau đó được chuyển sang diễn biến với Superman cùng hai vị New God là Big Brother và Mr. Miracle, nhưng không phải là lão cận thị của băng cướp áo tím đâu nhá. Superman đang trao đổi với hai người về việc sẽ đến Apocalypse để tìm kiếm Cyborg. Thế nhưng mọi chuyện đã phải tạm dừng lại khi mà Clark nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài. Ngay lập tức, siêu anh hùng của chúng ta bay nhanh ra ngoài để kiểm tra tình hình. Và tất cả những gì anh nhìn thấy, đó là một cảnh tượng hỗn loạn, những người dân đang tự giết hại lẫn nhau như những zombie vậy. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Clark ngay lập tức nghĩ ngay đến vợ và con trai anh đang ở nhà. Anh tức tốc bay quay trở về để giải cứu họ. Ở nhà lúc này, cậu nhóc John và Damian, con trai của Batman, vẫn đang ngồi chơi game với nhau mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Lewis lúc này đang loay hoay tìm điện thoại di động của mình, và nhờ có sự trợ giúp của John, cậu đã thấy chiếc điện thoại của mẹ mình. Thế nhưng khi mà John chuẩn bị cầm lấy chiếc điện thoại và đưa cho mẹ mình, thì đúng lúc này, Superman đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn lây nhiễm. Anh sử dụng Heat Vision để phá nát chiếc điện thoại. Đồng thời, anh yêu cầu tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại, không được nhìn vào màn hình. Và rồi, anh phá nát luôn cả chiếc TV mà Damian và John đang chơi. Cùng thời điểm này, tại Batcave, Batman đã sử dụng siêu máy tính của mình để kiểm tra tình hình ở thành phố Gotham. Và có vẻ như người dân ở thành phố cũng bị lây nhiễm không khác là mấy so với Metropolis. Batman sau đó đã yêu cầu máy tính xác định số lượng người nhiễm hiện tại trên thế giới. Và con số đó được máy tính đưa ra là 600 triệu người bị nhiễm bệnh. Một con số quá nhanh và quá nguy hiểm, đặc biệt là với sự phát triển của Internet như hiện tại. Sớm thôi, con số sẽ đạt đến mốc cả tỷ người nhiễm. Batman nghe xong đã yêu cầu máy tính vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống kết nối trong nhà của chính mình. Và chỉ trong giây lát, toàn bộ dinh thự nhà Wayne đã chìm trong bóng tối. Lúc này, ở Metropolis, Superman đang chuẩn bị triệu tập liên minh để nhằm đối phó lại với thảm họa. Damian thì tỏ ra lo lắng vì Bruce đã không trả lời lại cậu qua chiếc radio mà anh đã đưa cho cậu. Thế nhưng, cậu đã được John và Louis trấn an lại là mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Nếu như có thứ gì đó có thể dọa nạt cả một siêu virus thì đó chắc chắn là Batman rồi. Chưa kể, loại virus này lại lây lan qua mạng xã hội hay internet mà Batman thì không hoàn toàn thuộc về cộng đồng. Clark cũng trấn an Damian lại, bởi Batman là Batman và Batman thì sẽ luôn có kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Kể cả khi thế giới này có đến ngày tận thế thì Bruce vẫn sẽ vượt qua để tìm được Damian thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Clark thậm chí còn chia sẻ là anh đã học được một bài học rằng đừng bao giờ đánh giá thấp kỵ sĩ của thành phố Gotham. Thế nhưng lần này lại có vẻ như anh đã đánh giá quá cao người đồng nghiệp của mình rồi. Batman lúc này vẫn đang đi trong dinh thự để tìm Alfred. Và rồi tiếng gọi của bác Alfred đã kéo anh đến khu nhà bếp. Khuôn mặt của bác quản gia nhà Wayne lúc này là vô cùng kinh hãi. Ông cầm con dao bếp như một thứ vũ khí tự vệ trên tay. Và ông chỉ cho Batman nhìn thấy thứ ông phải đối mặt. Và đó chính là Dick Grayson hay Nightwing giờ đây đã bị lây nhiễm. Nightwing lúc này cũng giống như bao nạn nhân bị lây nhiễm khác, điên cuồng lao vào để xé xác Batman và bác Alfred. Batman cố gắng dùng lời nói để ngăn chặn cậu lại, bởi vì anh không muốn phải xuống tay với người mà anh coi như người thân trong gia đình mình vậy. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi mà từ trong bóng tối, Tim Drake lao ra và tấn công Bruce. Trước cảnh 2 đánh 1 cộng với việc Bruce không thể xuống tay với chính những người thân của mình được. Và rồi, điều gì tới cũng đã tới. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Bruce đã bị Dick Grayson cắn thẳng vào cổ. Anh gần như không kịp phản ứng gì cả, mà khi đó chỉ kịp ra lệnh cho bác Alfred, đó là hãy chạy ngay đi. Cùng thời điểm đó, giữa Bắc Đại Tây Dương, cách đất liền khoảng một dặm, đang có một con tàu chở hàng dừng lại ở giữa biển. Dường như đang có thứ gì đó bất thường trên con tàu này khi mà một số thùng hàng của tàu đã rơi xuống biển. Aquaman lúc này đã có mặt trên tàu nhằm tìm ra nguyên nhân và giúp đỡ những người trên tàu. Xin chào, có ai ở đây không? Có ai ở đây không vậy? Có ai nghe thấy không vậy? Nhưng không có một ai trên tàu đáp lại câu hỏi của anh hùng biển cả. Thế rồi khi Arthur nghe thấy tiếng động lạ bên trong một khoang tàu, anh quyết định mở cánh cửa đó ra vì cho rằng có ai đó ở bên trong và cần được giải cứu. Và có lẽ đây chính là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Arthur khi mở cánh cửa đó ra, bên trong khoang tàu là những thủy thủ đoàn đã bị lây nhiễm bởi phương trình kia. Và khi chúng nhìn thấy một nạn nhân chưa bị lây nhiễm, chúng sẽ lao vào cắn xé và lây nhiễm nạn nhân đó. Và Aquaman trở thành nạn nhân tiếp theo của phương trình. Câu chuyện sau đó lại được chuyển sang diễn biến ở Metropolis. Cả thành phố lúc này đang chìm trong khói lửa. John nói với Damian là có lẽ mọi thứ lúc này đã 70% là tận thế rồi cũng nên. Thế nhưng Damian vẫn có vẻ vô cùng lạc quan. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu là con trai của Batman mà. Lewis sau đó đã thông báo tình hình ở Smallville cho chồng mình. Ông bà Ken đều ổn cả, và cả hai đều đang trốn trong hầm trú ẩn cả rồi. Điều này sẽ giúp Clark yên tâm hơn phần nào. Lewis cũng gợi ý cho Clark là hãy đến tòa soạn Daily Planet, nơi mà cả hai đang làm việc, bởi vì ở đó có một chiếc radio. Thứ đó có thể giúp cho mọi người chuyển đi tin tức đến mọi nơi và tìm kiếm thêm những đồng minh khác. Câu chuyện sau đó lại được quay trở lại với thành phố Gotham, nơi cũng đang chìm trong hỗn loạn không khác mấy so với Metropolis, với hai nhân vật là Poison Ivy và Harley Quinn. Ivy khuyên Harley hãy rời bỏ Joker kia đi và cô sẽ đợi Harley ở vườn bách thảo của cô, bởi vì Ivy biết Harley đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này một mình mà. Harley Quinn tạm biệt Ivy và tiến vào phòng của Joker đối diện với Hoàng tử Hề mà không hề hay biết rằng giờ đây hắn cũng giống như Batman vậy, đó là đã bị lây nhiễm bởi thứ phương trình kia. Câu chuyện lại được chuyển sang diễn biến ở ngoại ô của thành phố Metropolis. Lúc này, cặp vợ chồng Green Arrow và Black Canary cũng như là Green Lantern Hal Jordan đang đi cắm trại ở ngoại ô thành phố mà không hề hay biết gì cả về thứ phương trình phản sự sống kia. Hal có vẻ như không thích cuộc đi cắm trại này cho lắm. Anh nhanh chóng đứng lên khỏi buổi nói chuyện và đi vào trong lều trại, lấy điện thoại ra dùng. Chứng kiến bạn mình như vậy, Green Arrow cùng vợ mình đánh đàn ca sáo nhị, và khi Oliver mới bắt đầu gảy dây cung của mình lên giai điệu và Dinah thì mới bắt đầu ca lên, cả hai vẫn còn chưa kịp nắm tay nhau và va vào giai điệu này thì một tiếng hét từ trong lều đã vang lên. Cả hai vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bùm, một vụ nổ ánh sáng xanh đã đánh văng cả hai, và từ trong vụ nổ, Hal Jordan đã kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn đèn lồng xanh. Green Lantern, khu vực 2814, sức mạnh gây chết người, không được cho phép. Sức mạnh gây chết người, không được cho phép. Chiếc nhẫn liên tục réo lên cảnh báo với chủ nhân của nó, nhưng Hal lại không quan tâm điều đó. Ảnh vẫn lao vào tấn công hai người bạn của mình. Black Canary bị chiếc móng được tạo ra từ chiếc nhẫn tấn công và khiến cho cô bị thương. Oliver nhanh chóng sử dụng một mũi tên có hình nắm đấm để bắn thẳng vào mặt của Hal. Anh cảnh báo Hal Jordan là nếu anh còn tiếp tục tấn công thì thứ tiếp theo bay vào mặt của Hal sẽ không phải là nắm đấm nữa đâu. Nhưng Hal không quan tâm điều đó. Trái lại, anh lao vào tấn công cả Oliver. Và may mắn cho anh, đúng lúc này thì Black Canary đã tỉnh lại. Cô dùng hết sức và dùng tiếng hét siêu thanh của mình để hét thẳng vào Hal, khiến cho anh tê liệt và không thể tiếp tục tấn công được nữa. Cùng thời điểm đó, Superman cùng John đã đưa Lewis và Damian đến tầng thượng của tòa soạn Daily Planet. Giờ đây, nhiệm vụ của nhóm là vào bên trong tòa nhà, lấy thiết bị radio để liên lạc. Nhưng kế hoạch đã không được diễn ra bởi Superman nhìn vào bên trong tòa nhà, mọi người ở trong đó đều đã bị lây nhiễm cả. Anh sau đó đã yêu cầu John hãy bảo đảm là giữ an toàn cho mọi người,
còn anh sẽ bay ra ngoài ngoại ô thành phố, bởi anh đã nghe thấy một tiếng hét. Quay trở lại với buổi cắm trại ở ngoại ô thành phố, có vẻ như Canary đã hơi quá tay khi mà tấn công cực mạnh vào người của Hal, khiến cho anh tử vong ngay lập tức. Chiếc nhẫn sau khi chủ sở hữu đã qua đời, đã bay đi để tìm một chủ nhân mới, và ngay lập tức, chiếc nhẫn đã chọn Black Canary trở thành một chiến binh đèn lồng xanh mới, bởi ý chí của cô đã mạnh mẽ để vượt qua được nỗi sợ. Black Canary vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thậm chí không muốn nhận lấy nguồn sức mạnh này, thì Superman đã tìm đến cả hai người. Anh khuyên cô hãy nhận lấy nó, vì nó sẽ là thứ cần thiết cho vụ này. Nói rồi, Clark đưa Oliver cùng với cả Black Canary lên sân thượng của tòa soạn Daily Planet. Lúc này, chiếc radio của Damian cũng đã liên lạc được với Batman. Oliver thắc mắc với Bruce là chuyện gì đã xảy ra vậy? Hal Jordan đã hóa thành zombie và lao vào để tấn công anh và vợ anh. Và Batman sau đó đã phủ định vụ này. Những người bị nhiễm không phải là zombie như mọi người nghĩ, bởi người nhiễm không cần ăn, cũng như không bị cơn đói tàn phá giống như zombie. Họ chưa hẳn là chết mà vẫn sống, nhưng sự sống đó lại bị kiểm soát bởi cái phương trình kia. Nói một cách đơn giản hơn, phản sự sống ở đây không phải là tước đi mạng sống, phản sự sống ở đây là tước đi ý chí, suy nghĩ của một sinh vật, biến sinh vật bị nhiễm trở thành một thứ vô tri vô giác. Đó mới là sự báng bổ đến sự sống. Nếu như Anti-Life Equation phiên bản gốc biến nạn nhân trở thành một sinh vật chỉ biết phục tùng mà không hề có ý chí chống lại, thì Anti-Life Equation phiên bản hàng lỗi này lại biến con người trở thành những sinh vật khát máu, chỉ biết đến lây nhiễm và phá hoại. Batman sau khi báo cho mọi người biết là anh không còn nhiều thời gian nữa, anh cũng đã bị lây nhiễm sau trận chiến với Tim và Dick Grayson. Lúc này, tất cả những gì anh có thể làm là sử dụng bộ đồ làm lạnh của Mr. Freeze nhằm làm chậm quá trình lây nhiễm trong cơ thể mình lại. Clark khi nghe người bạn của mình nói vậy, gần như đã chết lặng đi hoàn toàn. Nhưng Batman vẫn là Batman, dù cho có sắp chết đi chăng nữa, anh vẫn sẽ có một ý chí vô cùng kiên cường, và anh đặt niềm tin, hy vọng của mình vào Clark. Anh dặn dò Clark về thứ phương trình này. Nó là một thứ lai tạp giữa công nghệ và sinh học. Nó có thể lây nhiễm thông qua hai con đường là kỹ thuật số và máu. Và để cứu thế giới này, Clark phải buộc làm hai việc. Một là ngắt kết nối mạng Internet đi. Và hai là điều mà có lẽ chính Clark cũng khó mà có thể làm được. Đó là giết toàn bộ những ai đang bị nhiễm bệnh. Oliver khi nghe xong gần như không tin vào những gì từ đấng vô đối. Anh cố gắng động viên Batman, bởi Batman sẽ luôn có kế hoạch và anh sẽ luôn vượt qua mọi thứ cơ mà. Thế nhưng Batman đã đáp lại bằng sự bất lực rằng anh không thể làm gì được thêm nữa. Batman sau đó cũng đã dành ra những giây phút cuối cùng cho con trai của mình. Bởi lẽ, dù cho Batman có chết đi hay bị biến đổi, thì thứ duy nhất không thể chết đi hay thay đổi được, đó là tình cha con. Damian, Alfred có vài thứ cho con đấy. Đó là những thứ mà bố đã luôn muốn dành cho con. Đó là những thứ mà bố luôn muốn dành cho con mà. Những thứ mà bố biết một ngày nào đó, con sẽ có được. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì bố không thể gặp được con. Bố xin lỗi. Nói rồi chiếc radio vụt tắt, để lại cho cậu nhóc Damian khi này đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Lúc này Batman đã bắt đầu mất kiểm soát. Anh xé toạc chiếc mũ của Mr. Freeze ra. Anh lao vào vị quản gia Alfred như một con thú săn mồi. Alfred nhìn thấy vậy chỉ đơn giản là lên đạn cho khẩu súng của mình, chĩa súng vào Bruce. Không nên kết thúc theo cách này. Không phải với cậu. Ta xin lỗi con trai của ta. Và rồi tiếng súng vang lên, báo hiệu hồi kết của kỵ sĩ thành phố Gordon. Và vừa rồi là tóm tắt hai issue đầu tiên của DC. Các bạn có suy nghĩ gì về hai tập đầu tiên này? Hãy comment bên dưới để mình được biết nhé. Như thường lệ, video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm nút like và share để ủng hộ cho Phê Chuyện chúng mình. Còn nếu như để lần đầu tiên đến với Phê Chuyện, đừng quên ấn nút sub và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào từ bọn mình cả. Mình là Shinobi, cảm ơn các bạn. Mình là Shinobi, cảm ơn các bạn đã xem. Và Plus Ultra.